Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Haki Aquarium Vũ Hoài Nam cũng là Hoài Nam luôn ha. Haki thì có cái hồ cá koi rất là đẹp. Mình bị dính ở đây luôn. Nam chia sẻ cũng như là làm trước về cái hồ cá koi này luôn đi. Để mà khi mà em nhận được cái mặt bằng này em thấy rất là phù hợp. Mình mới có thể dùng cái tiểu cảnh nhỏ trong nhà và chủ yếu là mình ngắm được cá. Thì chủ yếu ban đầu luôn, thấy tất cả mọi thứ. Cái đào hầm xuống luôn á. Dạ đúng rồi. Đào đất thấy tất cả mọi thứ kể cả đào bên trong này. Vừa vô cái không gian này có cái hồ cá koi và những bàn cá rất là đẹp như thế này là mát con mắt liền luôn. Anh em mình đang đứng trên này. Thì đang cái chiến nghỉ bằng gỗ này. Dạ đúng rồi. Thì dưới chân mình đang đứng. Thì nó là một cái rương. Cái lượng nước mưa mà nó nhiều quá xuống cái hồ cá nó có ảnh hưởng tới cái chất lượng nước và con cá không em? Cá này màu đẹp quá em. Cá này là em tuyển từng bạn luôn à. Rồi nút cho. Coi nhật luôn à? Dạ coi nhật. Bởi vì cái màu sắc nó đẹp quá. Dạ. Cái màu vàng nó ánh lên luôn chứ không thể là lật kia. Rồi nó nút đã. Không đã lắm các bạn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay lại tiếp tục đi tham quan những cái shop thủy sinh rất là đẹp, rất là nhiều phong cách ha. Thì hôm nay mình có mặt ở Haki Aquarium. Thì Haki Aquarium thì có tới 3 chi nhánh lần. Một cái ở bên Trần Quỳnh Trọng quận 5, một cái ở bên Nguyễn Thông quận 3. Và hôm nay thì mình có mặt ở bên Bình Giã, Tân Bình. Thì Haki sắp tới còn sẽ mở thêm một cái shop về cá biển nữa ở bên khu vực Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông luôn gần đó. Ok các bạn, mời các bạn vô đây ha. Thì mình sẽ gặp bạn chủ shop cũng tên Nam luôn. Mấy người tên Nam chơi sinh nhật cảnh nhiều, bữa gặp Trắng Nam, hôm nay gặp Vũ Hoài Nam cũng là Hoài Nam luôn ha. Mình là Ngô Hoài Nam, còn đây là Vũ Hoài Nam. Đây, bữa Nam đang tiếp khách. Hello em ơi. Dạ, chào anh. Ok, hôm nay kênh Nam Ngô Farm ghé thăm Haki Aquarium. Dạ, cảm ơn. Em chia sẻ về cái bộ môn, cái cuộc chơi này cũng như là những cái phong cách. Dạ được, ok, mời các bạn. Nhưng mà trước khi vô các bạn, trước khi vô thủy sinh á, thì cái đường vô của Haki á, thì có cái hồ cá koi rất là đẹp. Mình bị dính ở đây luôn, chắc mình sẽ nhờ Nam chia sẻ cũng như là làm trước về cái hồ cá koi này luôn đi. Dạ. Em ơi, cái này là ý tưởng từ đâu ta? Đất này đất thuê hay đất là của mình? Dạ, em nói là đất thuê. Thì đất thuê mà chịu đầu tư vậy luôn hả? Dạ, tại vì thật ra em nhìn thấy ở tất cả cửa hàng và ở Sài Gòn mình á, thì để mà kết hợp được nhiều cái thú chơi vừa cá cảnh cá koi rồi này nọ đó chưa có. Đúng rồi. Thì khi làm á thì em đi tìm mặt bằng rất là lâu. Để mà khi mà em nhận được cái mặt bằng này em thấy rất là phù hợp. Thứ nhất là chia ra được 2 tầng. Và cái thứ hai là nó có được cái khoảng dài. Thì để mà bước đầu vào á thì em muốn tạo cho một cái không gian dạng như mát mẻ. Và cái mục đích em làm hồ cá koi nhỏ ở đây á thì để cho mọi người thấy là không, hồ cá koi không nhất thiết phải là lớn. Là mình vẫn có thể dùng cái tiểu cảnh nhỏ trong nhà và chủ yếu là mình ngắm được cá. Đó. Cái này lúc mà mình thuê lại là nó phải sửa chữa nhiều không ta? Dạ, coi như là sửa chữa ban đầu luôn, thấy tất cả mọi thứ. Coi như là nhà không có gì hết luôn. Dạ, không làm có lại gì. Từ đầu luôn. Dạ, làm lại rồi từ đầu. Cái này em phải đào hầm xuống luôn á. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là cái này là em phải thuê máy tới đào đất hết tất cả mọi thứ kể cả đào với bên trong này. Dạ. Thì chủ nhà người ta cũng ok tại vì em nói là muốn trang trí lại đẹp cho mọi người. Thì người ta cũng thích về những cái đẹp nên người ta không quan tâm. Này không phải là đẹp, này là quá đẹp luôn. Bước vô cái là nó sang trọng hẳn luôn các bạn. Ở Sài Gòn thì gọi là rất là chật chội ha, rất là đông người luôn. Nhưng mà mình vừa vô cái không gian này có cái hồ cá koi và những bàn cá rất là đẹp như thế này là mát con mắt liền luôn. Dạ. Cái này mình đặt cái hộp lọc đâu ta? Dạ đây. Thì phần này á là mình em sẽ thiết kế là phần cá, hồ cá. Thì trong này thì nguyên cái phần mà anh em mình đang đứng trên này thì đang cái chiến nghỉ bằng gỗ này. Dạ đúng rồi. Thì nó là một cái hệ thống lọc. Thì dưới chân mình đang đứng thì nó là một cái room. Cái room để mình tách phân tự động, có nghĩa là mình sẽ hạn chế về vấn đề thay nước này nọ, nó sẽ giảm tải cho cái thời gian cho mình. Và bên này đó là ngăn lắng dơ này, vật liệu lọc nằm bên này. Và đây là ngăn bơm, nó sẽ đưa nước mới vào lại đây trong hồ. Dạ đó. Nhưng mà cái này nó cũng phải có cái thời gian để mình bảo trì chứ. Dạ có. Thực ra room thì nó là cái tự động hóa. Nhưng mà cỡ nào đi nữa mình cũng phải là vệ sinh nó. Tại vì khi cặn dơ thì nó tách ra nhưng mà nó sẽ vẫn bám dơ trong bề mặt lưới. Thì mình phải xịt rửa, thì có thể là chu kỳ mình có thể vài tháng. Nhưng còn cái vật liệu lọc của em thì em có thể là 1 năm sau em mới lại vệ sinh. Tại vì cơ bản là
cái rơm nó đã hỗ trợ mình rất là nhiều. Đó. Rồi cái này mỗi lần mình muốn vệ sinh là mình lật lên. Dạ, có, mình có cái nắp thâm. Có nghĩa là đây nguyên cái dãy này là em sẽ mở cái dây, em chừa dây sẵn, em sẽ kéo lên. Dây này. Đúng rồi. Để nó một cái đường nhỏ này thôi đúng không? Dạ đúng rồi, đường nhỏ này thôi. Có nghĩa là mình sẽ giấu, mà người ta đứng giống như một cái sàn mình có thể là rất chơi. Là thẩm mỹ luôn. Dạ. Em không nói, em không giới thiệu, anh cũng không biết là cái hộp lọc nằm dưới luôn. Dạ. Hoàn toàn rất là thẩm mỹ. Còn cái phong cách ở trên này là em thiết kế theo phong cách gì em? Nó là một cái dạng, tại vì cái diện tích nó nhỏ quá thì mình khó để trồng cây có đất rồi này nọ. Thì bù lại em phải sử dụng những cái loại dứa, dứa Nam Mỹ. Và có nghĩa là mình sẽ đưa lên cao. Cây cối thì chỉ cần gọi là ánh sáng mặt trời và gọi là mình tự phun sương tự động thì nó sẽ giữ được cây cối. Thì có nghĩa là dùng cho những ai mà bị hạn chế không gian. Cũng có thác nước rồi, nhẹ nhàng tất cả mọi thứ ha. Đi lên lầu giúp anh đi. Hình như cái cây dứa Mỹ này nó cần mình phun sương nữa ta. Dạ, mình không phải là quá nhiều nước. Có nghĩa là nó sẽ có giữ được nước ở trong cái ở giữa của nó, cái nhụy á, thì nó sẽ hút nước ở đó và nó nuôi được cái rễ. Dạ, mình tưới nhiều quá cũng không có tốt. Nhưng mà cây này thật chắc anh phải cần nắng. Thật cần sự nắng. Nắng, tại vì nó hơi thiếu nắng, nó bị giảm màu. Nếu mà đủ nắng chạy á thì màu đó nó đẹp. Nó lên đậm hơn. Dạ đúng rồi. Ở đây mình cũng có làm mái che để lỡ mà mưa cao quá, nhiều quá rồi. Thì mình che bớt lại. Dạ, vâng. Cái lượng nước mưa mà nó nhiều quá xuống cái hồ cá nó có ảnh hưởng tới cái chất lượng nước mà con cá không em? Dạ có anh. Nếu mà nước cái dạng như cũng là axit thì khi nước xuống nhiều quá thì anh sẽ để ý là nó hơi bị đục. Hơi đục mình tải thì nó hạn chế thôi. Nhưng mà tại vì nói vậy cũng đúng rồi, ở ngoài trời vẫn có nhiều hồ cá con, ngoài trời nước mưa xuống nó dơ, thời gian nó có qua được cái hệ lọc thì nó tải giảm tải cho mình. Nó còn không ảnh hưởng quá lắm. Chỉ nếu mà nuôi cá coi thì đừng có quăng vật gì linh tinh xuống là được rồi. Còn lại thật ra cá nó cũng khỏe lắm anh. Không có lo. Cá này màu đẹp quá em. Cá này là em tuyển từng bạn luôn hả hay sao? Dạ nó em tuyển là tuyển một bầy của nó, tại vì nó nằm ở trong một cộng đồng. Khi mình đưa về á thì khi mình cho ăn thì nó không có bị gọi là con này biến ăn hay là con này bỏ ăn hoặc là con này giành con kia. Thì nó tất cả đều hòa đồng với nhau lắm đó. Bọn này cũng dạng lắm. Ôi đã không? Đã. Rồi nút chụp. Quá phê luôn. À cái này là em tuyển từ một cái trại và người ta nuôi cái cộng đồng đó luôn. Dạ, em đúng rồi. Hay quá. Cái này là coi Nhật luôn hả? Dạ coi Nhật. Bởi vì cái màu sắc nó đẹp quá. Dạ. Cái màu vàng nó ánh lên luôn chứ không phải. Dạ, là lật chưa. Và rất là được cái coi Nhật nó rất là dạng anh. Đúng rồi. Dạ. Rồi nó nút đã. Không đã lắm các bạn. Thời giờ trước khi em làm cái hồ này là em có chơi cá coi chưa? Dạ em lúc đó là em đi thiết kế thôi. Có nghĩa là khi người ta có một hồ cá coi xong rồi em cũng làm hệ thống. Thì người ta không có cái chỗ mà để xây dựng tiểu cảnh. Thì em sẽ thiết kế như thế này. Thì khi đó mình cũng thấy khi gặp được cá coi mình rất là mê. Mà thời điểm trước là cũng có nhiều bạn trong nghề cũng làm về cái này. Thì các bạn cũng giới thiệu, các bạn kêu thôi thử chơi đi. Thử chơi coi sao. Thì em cũng sợ họ là khó không. Thì thực ra các bạn nó không có khó. Thật ra mình thiết lập một cái hệ thống hoàn chỉnh thì tất cả mọi thứ đều êm. Đó, cái này cho ăn cũng vậy, ngày cho ăn hoặc ba cử, nó giống như mình. Sáng trưa chiều vậy đó. Nhưng mà đừng có cho ăn quá. Ăn quá thì thật ra nó không tiêu hóa nó hết đó, thì cá nó yếu lại. Thật ra chơi bộ môn nào cũng vậy, bạn thiếu một chút xíu thì nó không sao. Nhưng mà nó dư là nó sẽ gây vấn đề liền. Đúng rồi. Thì sau khi mà bạn bè tư vấn là nó cũng không khó lắm á, thì cái trải nghiệm thực tế của em là có khó thiệt hay không, và có điều gì cần lưu ý không? Thực ra thì với em thì em cảm nhận nó không khó. Không khó về cái gì. Nếu mà ban đầu á hệ thống lọc mình không hoàn thiện ok á thì nó sẽ ra tình trạng nước. Tại vì cỡ nào đi nữa cá coi phân đồ này nọ ăn rất là nhiều. Là hệ thống lọc mình không tải hết thì chất lượng nước nó dơ và cá nó sẽ dễ bị nấm. Cỡ nào cá cũng bị khuẩn rồi nữa. Thì mình hạn chế nó bằng cách là gì? Cho rơm xử lý thường xuyên. Ví dụ như thường sẽ có chế độ tự động nhưng mà em cho là nhanh hơn, có nghĩa là trong vòng mấy phút là rơm nó xả liên tục. Có nghĩa là nước thoát ra liên tục. Mà nó thoát không phải là một lượng nước nhiều, có nghĩa là khi nước vừa thoát ra thì đã có nước mới cấp về lại thì nó không có trên liệt nước. Còn khi mà mình để lâu quá mình mới thay nước, lượng nước một lần nhiều như vậy thì nó sẽ dễ bị sốc nước. Thì cá nó sẽ yếu. Hôm bữa anh có ghé một nhà một người anh chơi, người ta giờ có cũng luôn cá coi, có cái hệ thống lọc mà
hình như là 10, 2, người ta định set là 20 phút là nó tách phân, nó đẩy ra ngoài luôn. Dạ đó, đó. Có cái đó luôn, là đó. Giống cái của em luôn á. Đúng rồi. Có em là em chỉnh nhiều hơn nữa, có nghĩa là thay vì 20 phút mà em có chỉnh mấy phút em làm lần luôn. Em xử lý liên tục, tại vì cỡ nào đi nữa, tại vì anh là người chơi ở nhà, còn ví dụ như tụi em làm xong đôi lúc tụi em không có thời gian để em mà chăm sóc định kỳ, thì em cố gắng tăng năng suất là thay nước. Cái này điều chủ yếu là quan trọng là ví dụ mình tách được cái phân đi chỗ khác thì cá nó khỏe. Nhưng mà cái miếng lọc của em á, nó phân nó dính trên đó rồi là mai mốt em phải gọi là vệ sinh tay ha. Dạ, mình xịt. Có nghĩa là mình sẽ mở, có nghĩa là tất cả ví dụ như hồ coi mà làm cái hệ lọc âm mà xử lý rum á, thì rum nó đã hỗ trợ một phần, còn lại là cái phần dơ nó nằm trong những cái xi mát hay bông lọc này nọ, thì mình cũng phải là xử lý bằng cách là xịt. Xịt để cho cái phân nó rớt xuống, xong rồi có cái máy bơm nó sẽ đẩy ra ngoài. Còn cái hệ thống của ông anh này, ông giới thiệu, không biết anh có nghe nhầm không, là nó quay ly tâm, nó đẩy cái phân ra ngoài luôn. Dạ, nó đúng tự rồi. Xả ra ngoài ống xả luôn chứ không cần sập tay luôn. Dạ không, nhưng mà cỡ nào mình cũng phải có xử lý kia, tại vì tới một năm sau mình mới làm. Coi như là cái thời gian làm sẽ dài lắm. Dạ. Đỡ cực hơn. Dạ đúng chứ rồi. Kiểu này mình lật lên lật xuống cũng hơi đuối. Dạ đúng rồi. Thì đây anh hồi nãy em mới nghe tiếng xịt không? Đó là nó là rum nó đang đẩy. Dạ. Ví dụ như em thì cái này là mấy cái hộp mà điều khiển của nó thì anh nhìn thấy cái cuối nó ghi chữ là rum. Đó là cái này công xử lý rum rồi thoát rồi có UV, thì dưới này bọn em cũng thiết lập một cái đèn UV để làm gì, đánh cho nó tạo nó không có bị quá dơ. Khi mà mình không có đèn UV xử lý á, thì trên bề mặt này nó sẽ bám rêu hại rất là nhiều. Đúng rồi. Thì cái màu đen này á, thực chất là cái nó bám rêu đó. Còn nhiều anh thì thấy về sau này có những hồ cá coi anh thấy nó màu xanh không. Thì chẳng qua là một lớp sơn thôi, nhưng cỡ nào đi nữa mình ngoài trời mà rồi nó cũng sẽ bị đen lại. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn ban đầu màu xanh nó rất là lạ. Xu hướng về sau. Nhưng mà cái rêu này nó có hại anh ta hay là nó dạ không? Nó cũng là một cái phần vi sinh gì đó cho những con cá. Dạ thì cá nó bọn này á, là nó giống như heo mà nó vẫn muốn gì đó. Nó ăn những cái dơ đó, thì thức ăn hay cặn dơ nó vẫn bám trong cái bề mặt rêu, thì cá nó vẫn tới nè. Dạ. Thật ra nó không ảnh hưởng lắm đâu. Quan trọng là nước mình ok là được rồi anh. Nước nói chung chơi cá chơi gì đó thì chơi nước là quan trọng đúng là rồi, nhất. Quan trọng nhất. Thì khi mà mình em thiết kế cái hồ cá coi á, thì nó có khác gì với lại cái chuyên môn của mình là thủy sinh không? Thì nó sẽ ra hai phong cách. Có nghĩa là nếu về cái này nó sẽ theo xu hướng là chăn nuôi. Còn cái kia nó sẽ mang xu hướng là trồng trọt. Tại vì lúc đó là cây cối. Mình phải quan tâm về vấn đề dưỡng nè, rồi CO2 đồ này nọ. Còn cái này là mình sẽ quan tâm về sức khỏe, có nghĩa là mình cho chế độ ăn, chế độ nước như thế nào. Còn nói là sẽ không cung cầu kỳ về thiết kế bên trong, càng đơn giản trong cái phần này là càng tốt. Để làm gì, khi mà luồng đầu ao nó thổi á, nó không bị vướng víu, nó càng thoải mái thì đạt được cái độ hiệu quả là phân nó hút hết xuống dưới phần hút đáy. Thì đây em đang thiết kế là hai hút đáy và một hút mặt. Đây là hút mặt. Đó, bên này là một cái phần hút mặt bên này. Đó, tất cả các dơ trên bề mặt nó sẽ chạy qua đây. Và hai ao để là tạo được cái vòng tròn. Tạo dòng cái dòng chảy. Dạ đúng, đúng rồi. Còn đây là anh thấy cái phần trắng trắng đây, đó là phần gọi là hút đáy. Mà em bên dưới này em có một cái nữa, em giấu. Ồ, anh đây thấy dưới đây có hồ cá coi, có bạn cá đó, cái gì ta? Hình như là kim sơn. Kim sơn. Thì có chức năng của nó trong hồ là gì em? Hồ này nó ăn những cái thừa thải. Coi như là dọn đáy hồ. Đúng rồi, khi mà mình cho ví dụ như ăn rồi, ví dụ như cái rác rồi dơ hay là những cái phân hủy như là bọn này nó xử lý rất là tốt. Mà nó cũng tạp ăn lắm. Là một con duy nhất thôi. Không, em nuôi nhiều con đó, tại vì nó màu đen. Lần màu đen mà. Mà ví dụ bọn này á, không phải là nuôi dưới này, cũng có nuôi trên hồ vẫn có anh. Người ta vẫn nuôi ở trên hồ. Mà cái tốc độ bơi của nó rất là hay. Nuôi trong hồ lớn nó lên size, và cái màu đuôi của nó màu đỏ cũng đẹp lắm. Em chơi cá coi này em có tin phong thủy không? Có kết hợp vô đó không? Hay là mình chỉ thấy đẹp rồi mình nuôi thôi? Em á, thì phong thủy thì em mỗi người mình sẽ có một cái cách nhìn nhận. Ví dụ như em thì lại không để tâm lắm, hay là vẫn có phong thủy trong này. Thực ra các coi đối với bên Nhật thì người ta vẫn coi nó là một
con vật tâm linh. Đúng rồi. Dạ. Và cũng em cũng nghe được vài trường hợp về câu chuyện về coi. Có nghĩa là một anh bạn chia sẻ với em cũng làm nghề này. Thì khi con cá coi của một nhà khách hàng á chết xong rồi khách thả ra nhưng mà nó sẽ trôi ngược con cá nó về lại chỗ, không biết có phải là do dòng chảy đẩy về không, nhưng mà cái người chủ nhà người ta tin, người ta tin là cá nó không rời bỏ quấn chủ không. Dạ đúng rồi này. Đó vẫn có nhiều câu chuyện về về cá coi. Còn lại ví dụ về phong thủy thì cũng có trong cá coi này anh sẽ để ý có những hồ có một con cá coi màu đen. Thì tại sao người ta thả một con đó là người ta giống như là vận xui nó nằm vô con đó. Con đó nó sẽ gánh toàn bộ. Đó, anh sẽ thấy là lâu lâu trong hồ cá coi có những nhà thả một con cá coi màu đen. Đúng rồi. Tại vì màu đen mới anh thả dưới đây á, anh không, sẽ không thấy, rất là khó thấy. Nhưng mà tại sao người ta vẫn thả? Đó là phong thủy, mỗi người tin nha. Có nhiều câu chuyện đó lắm mà anh chưa có dịp được nghe kể, ví dụ như là chơi màu nè. Rồi chơi theo con số nè. Rồi mỗi một con, mỗi cái hoa văn là nó có ý nghĩa gì rất là nhiều luôn. Dạ đúng rồi. Ví dụ như em cũng cho em thích con những cái con vàng tại vì em cũng mạng kim. Nên em lựa chọn màu vàng, mà nếu mà vàng nhiều quá thì nó sẽ hơi bị buồn thì em có thêm mix thêm lại đỏ đen. Với lại cá coi này nó cũng nhiều dòng mà nó chia tên dòng tùm lum tà la chứ. Em cũng em chưa nắm hết. Kỹ không? Em cũng chưa nắm hết được cái về dòng cá coi nhưng mà nếu về mình coi như mình chưa nắm được tên tuổi của nó thì mình nhìn và ví dụ như người ta đánh giá cá coi là qua body. Body cá coi giống như là anh thi hoa hậu vậy đó. Hay là nhất dáng gì da thì cái body nó mướt, nó thon, nó đẹp và cái dáng bơi. Quan trọng là cái dáng bơi thì đợt đó hôm em cũng có con cá coi thì một con là 300 mấy triệu. Thì size nó to lắm anh, 80. Màu sắc của nó là con bò sữa là vừa trắng đen. Thì người ta đặt tên là bò sữa. Thì đợt mà ở trong hồ thì nó bơi ok, nhưng khi bắt lên cái tan á, cái tan xanh á, để mà người ta đo size với là người ta nhìn, thì khi mà con cá lên cái tan á, nó bơi nó hơi bị nghiêng. Thì tự động cái giá trị con cá nó bị xuống. Đó, nó là như vậy. Cá mình phân biệt qua là chất lượng về màu sắc này, là chất lượng hình dáng này. Và nó con cá coi thì ngoài cái lỗi mà bơi nó bị nghiêng thì nó còn một cái số lỗi nào nữa không ta? Dạ, lỗi màu. Lỗi màu. Ví dụ người ta đánh giá đi về độ lem. Có những cái màu đen hạt đốm như này nó lem mà nó ngay cái vùng mắt thì nó lại bị xấu con cá. Hay những cái vùng đen mà nó loang lỗ nhiều quá thì người ta lại đánh giá con cá nó không có đẹp. Dạ. Chứ tại vì mình không, tại vì có những con á lúc nhỏ hình dáng mà màu sắc nó rất là đẹp. Nhưng khi lớn lên nó không có giữ được cái vết màu của nó mà nó bị bể ra thì cá nó sẽ bị loại. Tại vì hồi trước em chưa không chơi nhưng mà em cũng cùng tham gia một cuộc thi thì em mua một cái coi chừng này nè. Thì lúc đó giá trị của nó khoảng tầm 13 triệu là 500 mấy hay 600 mấy đô á là chừng này. Thì người ta kêu là cho 6 tháng để mà chấm giải. Thì mình bắt con cá nhỏ đó về bắt đầu mình nuôi cho lớn lên, có nghĩa là ai kinh nghiệm hơn á người ta chọn được con cá. Chọn được con cá và sau này nó không bị thay đổi về hình dáng và màu sắc thì con cá nó được giải. Thì năm đó thì em mua con cá đó nhưng mà em lại không có hồi dưỡng. Thì em nhờ một anh dưỡng và năm đó thì em được hạng nhì về cái con cá coi đó. Cũng có kỷ niệm ha. Dạ đúng rồi. Dù mình không chuyên lắm nhưng mà tự nhiên mình dạy như mình mê, mình cũng tham gia cuộc thi đó. Mình sẽ thử trải nghiệm về cá coi nó như thế nào. Rồi em nuôi cá coi ở đây em có cái gọi là cái định hướng gì không, hay là mình cái chỗ này để mình giải trí thôi? Thực ra thì khi mà em thiết kế cái cửa hàng á, tại vì những cửa hàng trước của em nó nhỏ không có đủ diện tích. Thì khi em làm cái này á là em muốn cho các bạn nhân viên, thật sự là khi mình làm nghề hay gì đó thì muốn các bạn tới một cái cửa hàng các bạn cảm giác nó thoải mái. Chính bản thân mình cũng là thoải mái khi mà mình làm mệt mỏi quá ngồi chơi cho cá ăn được ngắm cá. Thì mang lại cho mình cái tinh thần thoải mái là một. Cái thứ hai thì em khi mà em làm thiết kế hồ cá coi ở đây á thì có nghĩa là nó chỉ là mười mấy khối thôi. Thì nhưng mà có nhiều nhà thì kêu là cá coi nó phải cần diện tích lớn mình mới nuôi được. Nhưng mà em quan niệm khác. Hay là anh nuôi nhưng mà bù lại anh phải nuôi số lượng phù hợp với lại đúng cái diện tích của mình.
chứ không phải là anh thấy nhà người ta 40-50 con thì anh cũng về để thả 40-50 con trong này làm gì. Đúng rồi, trong cái diện tích nhỏ hơn thì là không đúng rồi. Ví dụ như anh đang nghĩ là em thả cũng là có phong thủy trước là em thả 9 con. Không thả 10 mà thả 9. Ở trong này 9 con. Dạ đúng rồi, thả 9 con. Thì 9 con nằm trong cái khoảng không gian 10 khối thì là tốt. Đó, cứ nghĩ là mình cứ quan niệm là một khối một con là tốt. Tại vì con coi nó không phải nằm cái tới mức độ này. Tại vì hiện tại là nó 40 xăng, 50 xăng. Nhưng mà nó đạt tới mức độ, con vàng nó đạt tới mức độ 80 xăng lận. Thì khi mà nó to quá, anh không đủ diện tích cho nó thì nó cũng bị stress. Nó không tăng được cái size. Đúng rồi. Cái chuồng mà nhỏ quá là con bé nó không có nhu cầu lớn. Dạ, đúng tự rồi. Nó theo môi trường luôn. Đúng rồi. Cái dòng màu vàng này là cái dòng gì mà anh thấy nó anh cũng gặp nhiều cá con màu vàng nhưng mà anh thấy con của em là màu tốt. Dạ. Tốt dữ dằn luôn á, tốt. Nó ánh lên luôn. Dạ. Đẹp. Đợi quá. Các bạn kia bạn gửi mà em quên. Cái gì, cái màu vàng này là y như màu vàng của Dracula luôn các bạn. Vàng mà Dracula Iguana của mình á. Đó, anh để mấy con này là nó có một cái bị lỗi nè, có vết đỏ. Đầu có sẹo chứ. Nó có vết đỏ rồi đó, thân. Thì thôi, ấy thôi nhưng không sao, nếu mình chơi mình mê nó thì bạn thích. Đúng rồi. Còn thích. Con này là anh kim nhất. Đúng rồi, anh kim nhất nè. Dễ thương. Còn cái màu đỏ, anh thấy cái dòng cá nhật á, là cái màu nào nó ra cái màu đó ha. Dạ. Ví dụ như cái này đỏ là ra đỏ, trắng ra trắng, còn như cá Việt Nam mình đổ chưa có được đạt lắm hết á. Nếu mà coi việc á thì về sau này nó chất lượng nó cũng ok hơn tốt một chút lên. Nhưng mà cái size anh nó không có tăng trưởng như cái coi Nhật. Là có và cái thứ hai là cái màu sắc. Và cái thứ ba là cái độ dạng. Dạng có nghĩa là coi Nhật á là mình ngồi đây á thì nó còn đến mình nhiều hơn. Còn ví dụ coi việc là nó sẽ trốn ra xa. Nó sẽ không có tới gần mình. Để có nghĩa là như vậy thì mình sẽ không có cảm nhận được sự thân thiện của những cái loài cá này. Đúng rồi. Cá coi này nó thân thiện lắm đó. Dễ thương quá. Dạ. Ủa nhưng mà anh nghĩ nếu mà coi Việt Nam mình á, là người ta cũng thứ nhất á, là về giống á, là người ta sẽ bắt từ Nhật về, xong rồi người ta gầy ghép lên thì nó về mặt gen á, thì nó cũng giống nhau. Đúng không? Có thể do cái cách chăm sóc hết ta. Mà anh nghĩ giờ đồ ăn, thức uống, cách chăm sóc tất cả mọi cái nó giống nhau hết rồi. Chắc nó bị nước hay là cái gì đó mà làm cho cái size nó không phát triển được ha. Dạ, tại vì thế em nghĩ thế nào? Tại vì em chưa chuyên sâu lắm về cái cá này. Thì nếu như bên Nhật á thì khi mà cá người ta sẽ phân loại. Cái gì loại tốt á người ta cho bên và người ta sẽ bỏ những cái xấu đi. Thì khả năng Việt Nam mình có thể lấy những cái cá đó về. Thì có nghĩa là người ta chọn những cái loại ưu điểm đẹp để mà xuất bán thì có những cái loại tạp người ta bỏ, nhưng mà thay vì bên kia bỏ thì Việt Nam mình có thể lấy lại. Thì cá nó không có đẹp. Nói chung chất lượng thì nó cũng từ 1 tới 10 điểm. Tiền nào của đó. Ok các bạn xem clip với lại những anh em mà chuyên nghiệp về coi á, thì Nam Ngô thì bên Bò Sát, còn Vũ Hoài Nam là bên Thủy Sinh. Cái này chỉ là giống như là mê quá rồi chơi phụ thêm, cho nên là hai anh em ngồi trò chuyện với nhau, biết cái gì nói đó, đồng ra cũng có những cái nếu mà có hiểu lầm á thì anh em mà chuyên về coi cũng thông cảm ha. Rồi bữa nào là anh Nam Ngô cũng sẽ là đi cùng Nam qua những cái về chuyên về cá coi để sẽ cho các bạn thấy cái YouTube về cá coi, hướng dẫn các bạn chơi. Có anh, có người anh Côn Vương đó. Đó, em cũng qua anh Côn Vương chơi. À vậy hả? Vậy bữa nào hẹn hò trên anh Côn Vương. Anh Côn Vương mấy bữa nay bận đi công trình nhiều quá. Dạ. Hẹn hò anh nói trời, hẹn với Nam mà công trình nó tới tấp, nó thôi lo làm công việc đi anh. Dạ. Có công trình là ngon rồi. Trời, anh Côn Vương làm rất là vui. Hôm bữa rồi cũng có duyên để gặp anh. Thì cũng là chia sẻ nói chuyện với nhau. Thì có dịp đi. Rồi mấy anh em mình sẽ qua bên anh. Tuyệt vời luôn. Bản thân mình á bạn, là nhìn cái hồ cá coi rất là mê luôn, rất là thích luôn, đẹp. Nhưng mà mình nói chung anh cũng hơi lười chăm nước, ví dụ mình nước đâu này nọ là hơi lười, mình thích trên cạn hơn. Chứ còn nhìn cái coi thì nó phải nói là nhìn nó giống như nó hiền hòa, nhìn nhà nó có sinh khí, từ màu sắc cho tới cái cách nó bơi lượn mọi cái. Và ngồi ở đây có cảm giác rất là dễ chịu các bạn ha, tại vì ở ngoài trời đang rất là nắng nóng, nhưng mà ngồi ở đây thì lại rất là mát. Dạ vâng. Đúng rồi. Cái nhiệt độ con cá coi trong cái hồ nuôi cũng quan trọng đúng không ta? Cái nhiệt độ nước cũng quan trọng. Dạ. Nước nó mát. Thật ra hiện cái đất này được em đào thì nó không được sâu lắm. Thì càng đào sâu thì nó càng tốt. Tại vì lúc đó cái nhiệt độ
nước mình nó rất là ổn định. Nói là cái coi làm vậy, nó nghĩa là nếu mà nóng quá nó sẽ bị stress anh. Nói là và các bạn cho ăn cũng nên hạn chế buổi trưa. Nó nóng nó không có sức khỏe này, nó ăn thường thường tầm mát buổi sáng hoặc buổi chiều tối thì cho nó ăn. Thì nó sẽ mát mẻ hơn. Và có những cái hồ cá coi á, người ta đầu tư luôn cả máy làm lạnh. Để kéo cái nhiệt độ nó ok luôn anh. Coi như bây giờ là mình dựa theo nhiệt độ của môi trường. Và ví dụ như ở trong nhà thì không sao, ở nhà thì mát, nhưng mà khi mà nuôi hồ cá coi trong nhà nó có một cái ấy là mình không có đủ ánh sáng để cho cá coi lên màu. Nuôi trong nhà là dù có đánh đèn đi nữa cá coi vẫn bị giảm màu. Đúng rồi. Không có gì tốt bằng ánh nắng mặt trời tự nhiên á, cho dù những cái đèn mà có những cái tia chức năng thì nó cũng không bằng. Dạ, em cũng đang thiết kế một cái hồ cá coi cho cái anh ở bên Phú Nhuận thì làm cho con ngắm. Thì ban đầu em cũng tư vấn là ở trong nhà nó sẽ giảm, nhưng mà anh ok, anh không quan sao. Có nghĩa là miễn làm sao có cá bơi lội. Có nghĩa có những người ta quan niệm là chất lượng cá nó sẽ tầm đó thôi. Nhưng mà bù lại là ví dụ như là trong hồi nãy anh mới nói, có nghĩa là có cá qua lại nó sinh động ngôi nhà. Thì em cũng vậy, khi em làm cái này hồi nãy nó không phải mê phong thủy, nhưng mà thực chất khi em làm cái này em cũng vậy. Có nghĩa là gió và nước luôn luôn đều hòa cho một ngôi nhà luân chuyển. Tuyệt vời luôn. Cái kỹ thuật thiết kế cái hồ coi á, là cái độ sâu nó có quan trọng không em? Dạ, độ sâu của hồ. Nếu mà mình có điều kiện mình đào á, anh cứ thoải mái đào tới khoảng tầm mét rưỡi vẫn được. Nhưng mà có những cái hồ người ta nếu mà nhà con nít thì người ta cũng sợ. Đúng rồi. Tại vì sâu quá thì khi rớt xuống rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Nên có thể là đạt mức độ là mét 2 là cũng ok rồi. Thì mực nước của mình á, khi anh đào mét 2 á thì anh sẽ tính luôn cái phần là khi mà đi hệ thống ở dưới ống rồi sắt thép đổ bê tông ở dưới thì nó sẽ còn cái mức nước là 80-85 cm. Như đây chắc cỡ được 80 hả? Dạ 80 chính xác. Khi em đào là được một mét hơn, một mét mốt á. Dạ mét mốt thì khi em đổ bê tông rồi ống này nọ nằm ở dưới á thì nó còn khoảng lại cái diện tích là chiều cao 80 là cũng được. Như cái hồ này là mình xây xong rồi mình cho nó hoạt động được khoảng bao lâu rồi em? Dạ nếu mà hồ này thì em chạy chắc cũng được gần năm hoạt động. Là cá nó cũng sống ở đây trong thời gian đó luôn rồi. Dạ. Là hàng chi là nó rất là thích nghi tất cả mọi cái ha. Dạ. Chắc cũng được tầm 10 tháng á. Với lại trong cái kỹ thuật thiết kế hồ coi á là mình cần có giống như anh nghĩ những cái cầu này chính là cái điểm mà để mà khi mà nắng quá là nó sẽ trú dưới đây đúng không? Dạ. Đúng rồi, nó mát. Thì thực ra là mình cũng nên có những cái chỗ mà râm để cho cá nó tránh với đỡ bị stress nắng quá. Thì về sau này cái thiết kế hồ cá coi của bên em có để ý thì có những cái hồ người ta thiết kế những cái cây lũa người ta vươn ra rồi người ta trồng cây đó thì chỗ đó là chỗ rất là mát thì cá nó nằm về đó. Quá hay. Cá coi này các bạn là có thứ nhất là nguồn nhập từ Nhật ha. Nguồn nhập từ Nhật thì cái chất lượng cá về cái tính cách đó là nó rất là thân thiện. Cái thứ hai là những cái màu sắc, những cái hoa văn ở trên con cá các bạn thấy là nó mảng nào ra mảng đó, không bị lem đó, nó không bị chồng màu và nó lem đó. Này nó có những cái đỏ là nó có những cái khoang đỏ luôn đó. Rồi anh thấy có những con cá mà nó giống như là trên đầu nó có những cái hoa văn mà nó ra hình hài đàng hoàng á. Dạ. Hoặc là nó cân đối á, thì nó hình như rất là mắc tiền và nó được đấu giá luôn nữa. Dạ đúng rồi. Cái này giống như dạng như là đột biến đặc biệt màu sắc vậy đó. Còn như con đơn thuần cái này, con màu vàng này nó dạng là đơn sắc. Đơn sắc. Dạ như con đơn sắc thì nó sẽ có thể là đánh giá qua cái màu ánh của nó đẹp hơn hay là cái body của nó đẹp hơn. Còn những con mà nói về nhiều màu trên thân á thì có thể người ta đánh giá con hoa văn. Có những con mà nó mang tính chất thể hiện là đúng coi nhược là con than chu á, nó có cái hình tròn màu đỏ trên cái thân trắng này đó. Đó, những con rất là đẹp. Ê, nó giống như lá cờ của Nhật đó. Nhật, dạ đó, nó là biểu tượng anh. Con nó là biểu tượng. Nhưng nó không phải quá màu sắc nha, chỉ có hai màu thôi. Một màu trắng và cục tròn đỏ thôi. Nguyên body là trắng hết luôn, có dạ, một cái rồi. Điểm rõ ngay trên đỉnh trán thôi. Dạ đúng rồi. Như trong đây em nuôi á, thì em có quan tâm tới gọi là giới tính không? Hay là cứ em chọn màu sắc thôi? Dạ em thực ra thì cái này là mình không chuyên. Nên là khi mà em lấy thì em các bạn mà lựa cá, các bạn sẽ tự lựa chọn cho em.
về cái nghề là thêm yêu cầu là màu sắc thôi, còn lại ví dụ như cá thì các bạn sẽ lựa cá khỏe, còn về giới tính và nọ thì các bạn nắm hơn, nắm kỹ hơn thì khả năng thì em đoán là nếu mà con mà mập mạp hơn thì nó là con cái, còn con ốm ốm thì chắc khả năng là con đực. Nói chung là cái mục đích chơi của em như nãy em chia sẻ, thứ nhất là mình thỏa cái đam mê của mình nè, mình cũng muốn thử nghiệm qua cái mới, chứ còn cái bên kia thì mình cũng đã vững vững rồi, còn mình chưa có trải nghiệm này thì mình muốn có trải nghiệm. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa là cũng trang trí đẹp cho cái shop mới. Dạ. Cái thứ ba nữa là cũng muốn cho khách hàng rồi các bạn học viên tới đây là có một cái không gian nó thư thái nhất, thư giãn nhất, cho nên là mình như là tự xây tự dựng lên cái hồ này mình chơi thôi. Dạ đúng rồi. Không có yêu cầu về mặt giới tính hay là sinh sản gì hết. Nói chung là một cái mong muốn nó đơn thuần thôi, đơn thuần về cái đẹp thôi. Em nói gì hả? Okay. Em để xe đó làm được. Dưới hồ này là có 9 bạn, có 4 bạn cá cá vàng ha. Dạ. 4 bạn cá vàng, 1, 2, 5 bạn cá kia. Đó đẹp. Cái màu đỏ này đỏ ao luôn. Đỏ với cam nó vẫn là hai tông màu hả ta? Dạ đúng rồi. Nó phân ra hai tông màu. Có con đỏ lọ lắm. Đây nè, bạn này nè, con này đỏ lét luôn nè. Em đậu ở đây hoặc em đậu bên đường đi anh coi cho. Được, em cứ đậu bên đó cho anh. Như dưới này là cái hồ này nãy em nói bao nhiêu khối nước anh quên, 10 khối. Nếu mà tính tổng là mười mấy khối, nhưng mà cái hồ này là 10 khối á. Quá phê. Anh có tới nhà bạn bè chơi có những cái hồ người ta nuôi cá coi nhỏ hơn cái này nữa, nhỏ phân nửa này à. Bắt được nuôi mấy con thôi. Mà cũng đơn giản nữa, ta làm đơn giản như cái hồ bơi chứ cũng không có. Thật ra em nghĩ là nó nếu mà mình không quá cầu kỳ về thiết kế mà mình làm mà gia dạng như là thoải mái. Cái mỗi lần mình đi làm về á, mình có cái gì đó mình ngắm thì nhỏ cũng được thôi. Quan trọng là mình đang muốn cái gì trong, chứ không phải là to mới là xịn sò. Nhưng mà nhỏ nhưng mà đảm bảo những vấn đề về mặt kỹ thuật xử lý nước thì con bé nó vẫn sống đàng hoàng, cái đó là điều quan trọng nhất. Chắc chắn, có nghĩa là dù nhỏ mình cũng phải cho nó một cái hệ thống đàng hoàng, chứ không phải là mình làm nhỏ quá mình thôi bỏ qua những cái đoạn đó đi. Cái nghề là ít nước nó không sao, nhưng mà không phải ít nước nó cũng phải là xử lý của phần ít nước. Nhiều thì phải xử lý nhiều. Khác nhau không? Với con cá coi này nó cũng khỏe, anh thấy là coi như là chỉ cần lọc nước sạch sẽ thôi, chứ cần đâu cần những cái gì khác như oxy hay gì đâu. Oxy là em cho nó nằm trong lọc và ở phần này, nhưng mà em tắt cái phần oxy này vì nó động nước nhiều quá thì nó cái nhìn bề mặt nước không có đẹp. Cho nó chạy thẳng vô trong phần hầm lọc luôn. Mà thường oxy nằm trong hầm lọc nó tốt hơn, nó tạo cái hệ vi sinh cao hơn. Chứ anh thấy cá coi nó hay ngồi lên mặt nước nó thở lắm, chứ nó đâu ở dưới, cho nên cái vấn đề oxy thì cũng không cần thiết lắm, không thật sự cần thiết lắm, đúng không? Đúng rồi. Em tắt oxy hoài gì, tắt oxy đây nè, không vấn đề em. Như vậy nó rung lên mặt nước quá, nhìn nó. Dạ đúng rồi, nó động nước anh. Lúc trước anh đi vô cái chỗ Mercedes mà ngay Cộng Hòa mình nè. Dạ. Thì anh thấy ở trong đó ta nuôi cái hồ cá coi mà nước có nhiêu đầy rồi, mà anh nằm trong phòng máy lạnh. Giống như cái hồ bơi luôn mà mực nước có nhiêu đầy, cá bơi coi như là cái vây ở trên á là nó nổi trên mặt nước luôn. Thì cái đó là có đúng không ta? Lúc đó anh nhìn thấy nó hơi kỳ kỳ á. Không đúng. Tại vì mấy lần em đi cũng có gặp khách hàng, người ta cũng đã từng thấy những cái kiểu đó, xong người ta cái ủa chỗ kia nó cũng nước chân này mà em nuôi được mà. Cái thật ra nuôi được nhưng mình đang ép con cá nó theo cái mặc định của mình. Chứ thực tế là cá mà luôn luôn phải có một nước tốt để mà nó bơi lượn và nó thoải mái. Chứ còn mình đang với một cá mắc cạn. Đúng rồi, giống cá mắc cạn vậy đó. Dạ, không nên. Bơi mà cái bụng nó đụng dưới đất luôn. Dạ, không nên anh. Anh nghĩ anh thấy mà nó, cái hồ cũng bự lắm. Hồ nó trong chỗ máy lạnh luôn mà rất là nhiều con, nó không biết nuôi kiểu này có đúng không ta, sao nhìn thấy con cá bơi giống như nó đi bộ trên bờ. Dạ, khả năng là khi mà cái công ty đó người ta cũng không quan tâm, như muốn người ta thả cho vui thôi, nhưng mà còn lại cái người mà thi công thiết kế đó người ta không tư vấn kỹ. Ví dụ như em có lẽ làm nghề không chuyên về cái mảng này cũng ai, nhưng mà em phải tư vấn cho nó đúng là cá nó phải như thế nào. Đúng rồi. Cá phải gặp nước chứ không phải là cá nó mắc cạn là một thời gian anh nuôi nó không có đẹp đâu. Đúng rồi. Cá nó yếu đi. Nói chung con cá mà mình mua con cá xịn đi nữa, nó đẹp như vậy rồi, mình về mà mình không có dành thời gian chăm sóc
không có chuẩn bị những cái điều kiện tốt nhất cho nó phát triển là từ từ nó sẽ xuống cấp. Dạ vâng. Chứ không phải là bỏ tiền ra mua đồ xịn xong rồi về nó đẹp hoài đâu. Thì cũng rất là nhiều người bị vướng vô cái chỗ này, cứ nghĩ là ok bây giờ sẽ bỏ một đống tiền ra để mua cái đồ xịn về rồi nó sẽ đẹp hoài. Không có, mình phải bỏ công sức vô, phải tìm hiểu chăm sóc nó mới đẹp được. Đây bên này thì là dựng những cái tấm lũa ha, những cái lũa tấm này. Cái này là cái gì ta? Tổ rau rồng à? Rau rồng ha, dạ. Tổ rồng á. Nhưng mà ổ rồng á thì cái này là mới cấy lên, thì khi mà làm bọn em chưa kịp lắp cái bát phun xương. Đúng rồi. Thì nó bị khô và nó không có giữ được ẩm bên trong thì nó sẽ bị hư. À. Thì này bắt đầu nó ra lại lá này. Ừ. Có thì... những cái ổ rồng này khu vực Đà Lạt hết ta. Đấy, khai thác khu vực Đà Lạt. Dạ. Ở đây bây giờ cũng có người lấy về bán. Và khả năng sau này chỗ này em cải tạo lại cây nhiều hơn một chút. Những cái lũa này là em cũng sưu tầm về hết luôn. Dạ đúng rồi. Mấy cái lũa này thật ra em lấy em sưu tầm á, em thấy hình dáng nó đẹp quá. Đẹp quá. Nó bị ăn mòn tự nhiên thì bắt đầu mình lấy về cho mình decor. Để cái này em cũng lấy về, kể cả trong này cũng có một gốc lũa rất là nặng, được phải là 10 người khiêng mà rất là nặng, mà khiêng mà phải kéo vô chứ không không thể nào khiêng nổi. To lắm. Như những cái này mà em sưu tầm được chắc em mướn xe tải chở về luôn quá. Dạ đúng rồi, em lấy nguyên hôm đó là em lấy nguyên một chiếc khoảng 3 tấn để mà em chở hết tất cả lũa để em về đây em làm. Nguyên cái này em cũng lấy cùng đợt nè. Em khi em đi sưu tầm thì em thấy nó ok quá, thì đây có một cái hốc tự nhiên luôn, thì em sẽ để co trong này nữa. Để ra đá lên xong ấy, để cái chậu dứa lên luôn ha. Dạ đúng rồi. Mấy cái gỗ miếng gỗ lớn này mà gửi giao hàng rồi về chắc thành 3-4 khúc luôn á. Cho nên là những cái miếng này nè các bạn, mặc dù nó là lũa nó cứng ha, nhưng mà nó mỏng, cho nên là anh em mà sưu tầm được rồi á về cũng phải tính cái đường vận chuyển sao cho nó an toàn, chứ quăng lên xe mà gẹp chung hàng đồ này nọ về là nó gãy đôi ra là uổng, rất là uổng. Đó thì cái background bên này á là để những cái miếng lũa và tháp lên những cái ổ rồng. Đây là những cái ổ rồng nó ra ha, nó ra xum xê. Còn cái cây này á là nó cần phun sương nhiều, ít nắng, nhiều nắng quá nó cháy. Đó. Còn như bên này cái dứa thì nó cần nắng nhiều hơn thì mới lên màu được tốt. Đó. Thật ra chăm dứa này thì nếu mà các bạn không để ý, chứ nếu chăm nó cũng phải là chăm kỹ. Những cái phần dưa, tại vì em thiết kế của này nó khó nè. Đúng rồi. Nếu mà những cái phần mà lá hư như vậy mình nên cắt tỉa nó đi. Mình bỏ đi, đừng có để nó như vậy. Đó. Thì cây nó sẽ khỏe, nó nhảy coi con nhiều lắm. Cái anh thấy thì nó có vẻ là nó bị nắng quá nó hơi tàn đúng không? Hay là do nó bị thiếu ẩm? Cái này em bị tưới nhiều quá. À tưới nhiều quá hả? Dạ. Tưới nhiều quá, cái này nó không chịu nước. Dạ, có nghĩa là nước nó sẽ ở trên thôi. Còn khi mà mình tưới, tại vì lúc đầu đi cái bếp các bạn đi ở phía dưới, các bạn phun lên thì nó bị hư cái gốc á. Dạ, còn là nếu mà tốt nhất là ở trên mình phun xuống. Ồ, cái này nếu mà giờ nó quá sải tay mỗi lần mình muốn cắt tỉa sao ta? Thì chấp nhận bọn em sẽ để một cái thang. Bắt cái thang qua làm cái cầu. Dạ. Tại vì hiện tại em cũng chưa có thời gian để làm lại phần cây ở đây. Thì nó cũng là một năm mà mình không có chăm sóc nó sẽ yếu dần. Trong tương lai chắc là nếu có thời gian mình sẽ cải thiện lại. Dạ, và em cải thiện em sẽ làm phần bên này, em kết hợp với kiện lá. Ồ, kiện lá đẹp á. Dạ. Có mấy cây không khí anh thấy cũng đẹp á ta, mà dạ. nó hợp ở đây luôn nè. Dạ có. Thì bên quận 5 em là cửa hàng bên đó là em chuyên về tay đâu mà các bạn bán cạn, thì em có làm cây không khí bên đó nhiều hơn. Ơi sẵn em giới thiệu về giống như anh thấy mình có tổng cộng là 3 chi nhánh và sắp khai thác cái chi nhánh thứ tư. Thì ở mỗi chi nhánh là mình chuyên về một cái lĩnh vực hay sao? Dạ đúng rồi. Ok, vậy em có thể chia sẻ với mọi người là ở Haki Bình Giả này thì là mình chuyên về cái gì? Là chuyên về thủy sinh. Dạ. Thì như các bạn thấy thì ở đây thì mình chuyên về cái hồ thủy sinh mà size lớn hơn, size gọi là từ 60, nhỏ nhất là 60 trở lên, để mà cho các bạn thấy là không gian nó rộng rãi thì mình thiết kế được nhiều quang cảnh hơn. Và làm cái những cái hồ bán cạn thì phong cách mới thì mình sẽ tham quan sau. Còn một cái chi nhánh ở quận 5 á thì mình đang tập trung về các mảng titanium, paluradium, những cái hồ nhỏ nhỏ để mà ví dụ như mình có thể đặt trên bàn làm việc.
Đó, ví dụ như không gian nhỏ. Mẫu này nè bạn. Đây đúng không? Đây là cái điều em nói đây rồi, là một mẫu để mà em nói về bên cửa hàng quận 5 mà em đang có. Đây. Đây là cái mẫu mà bên cửa hàng quận 5 sẽ chuyên về cái này ha, cái này gọi là terrarium. Terrarium đó. Ờ, cái nghĩa là bên này cái phong cách chơi là cây không? Dạ. Thì cây rêu, cái này là decor nhẹ nhàng vào trong đó. Tượng đồ này nọ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà không có động vật trong này, không dạ, có không. Nuôi động vật. Dạ không nuôi động vật. Thì cái này á, cái kiểu này hôm bữa nào chắc lại phải qua bên bên Trần Bình Trọng để làm về cái này. Anh cũng dạ, mê okay. Cái này rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn, mà để bàn học có những cái đèn vậy rất là đẹp. Dạ, đúng luôn rồi. Thì cái này có tưới tắm gì không em? Dạ có. Cái này là thời gian đầu á, khi mình setup xong á thì mình một tuần mình có thể tưới 2-3 lần. Có nghĩa mình có thể tăng cường nhiều hơn một cũng được, nhưng mà mình quan trọng nhất là mình giữ được độ ẩm ban đầu để cho cây nó thích nghi trong cái môi trường mình đang thiết lập. Thì sau này bắt đầu nó ổn rồi anh không phải lo nữa. Có nghĩa là lâu lâu anh mở ra anh xịt nó, cái này nó cái này nó mở chỗ nào ta? Nó có cái cục hít ở đây nè. Em lấy cái này cũng rất là đẹp ha. Chúng ta có thể để trên bàn học hoặc trên bàn làm việc. Đó có đồ nghề hết ra. Thì mình sẽ dùng bình xịt, mình xịt vào ở đây. Thì bắt đầu trong thời gian đầu sẽ có những cái loại cây nó chưa quen á, nó sẽ bị vàng úa lá, mình cắt bỏ nó đi. Dạ. Rất là ok. Thì cũng có những cái kiểu tetarium rồi lâu lâu các bạn quay thấy khói là nhìn nó đẹp, là có để mấy tàu khói bên trong. Dạ. Để cái tạo khói lát mà có nhiều đồ chơi để phục vụ cho cái việc chiêu này lắm các bạn. Ok, đây là một cái sản phẩm mà ở bên cửa hàng Trần Bình Trọng quận 5 thì chuyên về cái này ha. Thì hôm nào mình sẽ cho anh ghé qua bển nha, anh quay tiếp cái. Yeah. Ok, còn cái cửa hàng bên Nguyễn Thông quận 3 của mình là chuyên về thật ra ở cửa hàng bên Nguyễn Thông quận 3 thì nó là khu vực chợ cá Nguyễn Thông. Thì ở đó thì mình sẽ thiết lập những cái hồ nhỏ thôi, mini dạng như vậy. Nhỏ nhỏ thôi, nó không quá sức cầu kỳ. Cái này là những cái này á thì các bạn mà sinh viên chơi cũng được. Thì có nghĩa là các bạn mê nhưng bạn chưa có điều kiện thì các bạn chơi những cái dần dần nhỏ nhỏ đi. Đúng lên rồi. Đó thì bên Nguyễn Thông của em là em đang gọi là phong cách thiết kế sẽ dành cho những cái đối tượng đơn giản, coi chơi. Như là mới chơi newbie, dễ tiếp cận. Và bên đó thì sẽ bán những cái thiết bị gọi là bình dân hơn, nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là không phải nhất thiết phải là những đồ cao cấp mình mới chơi được một cái bể cá. Đúng rồi. Thì mình chỉ cần đầu tư vài trăm ngàn mình vẫn có thể thể hiện được một bể cá. Ừ. Có nghĩa là có những bạn suy nghĩ là phải nhiều tiền mình mới làm, không phải, ít tiền cũng được, nhưng mà mình quan trọng là gì, cỡ nào đi nữa một cái hồ nhỏ mình phải đầy đủ là lọc và đèn. Chứ còn mà các bạn các mình có một ánh sáng để ngồi chờ được không, được, nhưng mà bạn chăm nổi không. Quan trọng là cái hàm lượng nước của bạn nó quá nhỏ, mà bạn để ngoài trời ánh sáng nó quá mạnh. Thì có hai cái thông số này ở trên lệch, tăng cái nhiệt độ nước lên là dạ, cây cối cá rồi sống không được. Dạ đúng rồi. Ok các bạn đừng chê nhỏ nha, nói chung là nghệ nhân đồ nhiều khi cũng xuất phát từ cái này. Thấy không? Coi dạ, như những rồi. Bước chân đầu tiên đây đầu niềm đam mê sẽ thu hút mình học hỏi kiến thức từ 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 nâng cấp lên. Dạ vâng. Đây các bạn, anh em nào mà sinh viên ha, học sinh sinh viên hoặc là những người mới biết chơi muốn tìm hiểu về thủy sinh thì có thể ghé qua cửa hàng của Haki bên quận 3 ở đường Nguyễn Thông á, thì đã chuyên về những cái mẫu này. Sắp tới em còn một cái kế hoạch làm một cái cửa hàng thứ tư nữa cũng hấp dẫn không kém. Dạ đúng, có nghĩa là em sẽ mở một cửa hàng, em lấy mặt bằng rồi, em đang xây dựng. Thì cửa hàng đó là bên Lý Chính Thắng, nó gần với Nguyễn Thông. Thì khu vực đó, cái cửa hàng đó là em làm về mảng thêm mảng cá biển. Thì các bạn có biển là kết hợp mà cũng có bán cạn thủy sinh, nhưng mà em sẽ tập trung cá biển nhiều hơn. Và ở đó thì em sẽ cho các bạn thấy những cái thiết bị cao cấp hơn. Có nghĩa là khi ở bên Nguyễn Thông các bạn sẽ đang thấy những cái thiết bị bình thường, trung bình, gọi là nhỏ gọn, rẻ tiền. Nhưng mà qua bên Lý Chính Thắng em sẽ cho thấy là những cái đèn tại sao có những sự khác nhau. Khác nhau là gì? Về chất lượng, về thương hiệu, về giá cả. Vì có những khách hàng người ta mới, người ta chưa hiểu, khi mà mình tư vấn là một cái bể này 10 triệu, 20 triệu hoặc 100 triệu vẫn là một cái size như vậy. Nhưng mà nó khác nhau ở đâu thì người ta chưa thấy. Đúng thì rồi. Em mở cửa hàng đó để em cho người ta trải nghiệm là sự khác nhau ở đâu. Ví dụ chất lượng một cái đèn vài triệu mà một cái đèn 20 mấy triệu, nó là gì, nó cũng là chỉ là quang hợp, nhưng tại sao nó mắc. Đó, em sẽ có thể phân người ta sẽ có cái gọi là cái nhìn nó chính xác hơn. Dạ đúng rồi, nó thoải mái hơn. Có nghĩa là để em muốn tiếp cận, có nghĩa là để cho mở rộng được cái
cái sự suy nghĩ của mọi người là không phải cái bể cá nó chỉ là bể cá, mà có những cái bể cá nó mang tính chất nghệ thuật. Đúng rồi. Mang tính chất nghệ thuật là một, và mang sự cái đầu tư vào trong một cái bể cá như vậy. Nó tốn rất là nhiều tiền và nó tốn rất là nhiều công sức. Chất xám nữa không? Dạ đúng rồi. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Cái nào cũng biết. Có nghĩa là em nó đang mong muốn cái này nè, thì hiện tại khả năng là ở Việt Nam mình người ta nhìn nhận cái này nó chỉ mang tính chất là hồ cá. Nhưng mà em mong muốn về sau này khi mà mọi thứ đều phát triển tốt hơn rồi, phong trào mạnh hơn, thì người ta nhìn ra đó là một cái hồ cá nghệ thuật cơ. Đúng rồi. Có nghĩa là nó không phải là để đặt vài cục đá hay là gì đó, nhưng mà trong đó người ta phải thiết kế và cái chất xám người ta bỏ vô rất là nhiều. Đúng vì rồi. Người ta chưa thấy được cái công sức của người làm. Tại vì công sức người làm nó nhiều lắm mà, nhưng mà khi mình đi thiết lập có thể là một ngày mà đã thiết lập xong, nhưng mà trước đó vài ngày người ta mới thể làm xong được cái layout. Đúng rồi. Đó là em muốn truyền tải nội dung cho người ta thấy. Quá hay luôn em. Các bạn thì cái một trong những cái mà mình nghĩ, bản thân mình nghĩ khi mà mình đi chia sẻ review những cái shop á, thì mình muốn nghe những cái chia sẻ của những anh em chủ shop á, để nâng cao nó. Khi mà anh em chia sẻ thì cái người xem, khán giả người ta sẽ tiếp thu được cái những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, thì từ đó các bạn sẽ hiểu được cái công sức cũng như là cái chất xám của cái người làm ra nó, thì các bạn sẽ có cái sự chân quý nó hơn. Yeah. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó hấp dẫn hay. Còn ví dụ như chúng ta không biết thế nào là đẹp xấu, thế nào là tốt và không tốt á, thì chúng ta coi như đánh đồng mọi thứ thì nó cũng dở lắm. Yeah, đúng rồi. Thì cái mong muốn của mình cũng như là cái mong muốn của anh em chủ shop là để nâng cao kiến thức của người chơi, cái độ hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ có cái nhìn nhận đúng đắn. Nhìn vô là chúng ta thấy nó khác biệt rồi. Tiền nào của nấy mà. Dạ, chứ đâu có gọi là giống nhau được. Dạ, giống rồi. Nhau được, người ta sản xuất cái mắt làm gì. Nó phải tạo ra sự khác biệt. Thì đó, ví dụ như mình chia sẻ trên mạng thực ra nó chỉ là một phần nhỏ. Đúng còn rồi. Ví dụ như anh em mình có thể là gặp trực tiếp và em cảm nhận và chia sẻ nói với nhau thì anh em rất là dễ hiểu. Nên ví dụ như mình không phải là mình mở cửa hàng để kêu thôi anh em về đây rồi mình nói. Không phải có ngày mở cửa hàng để mà tụi em còn tốn những cái chi phí để làm ra. Và có ngày để mà khi mà khách đến đó, thì có thể mình trực tiếp mình tư vấn tại đúng chỗ rồi. Và mình có những cái để mà mình phân tích cho khách đúng hàng nghe và khách hàng thấy được tiếp. Với là 100 ngàn bằng 1 thấy thì bây giờ các bạn thấy rồi, các đúng bạn rồi. Thấy rồi, các bạn trải nghiệm nó luôn đi, thì các bạn cho các bạn thấy tại sao đó, thì anh chị sẽ giải quyết vấn đề là thắc mắc là tại sao thế này, tại sao thế kia. Ok, ví dụ các bạn mới chơi tại sao bị như này, ok mình sẽ tư vấn với các bạn được. Còn trên mạng là ghi và đánh gõ máy thì các bạn chỉ đọc, nhưng mà thường đọc các bạn sẽ bị trôi nhanh hơn đúng là rồi. Nghe đúng rồi. Các bạn biết là đọc thì nó cũng có cái hay. Hay là gì? Khi chúng ta đọc á, chúng ta sẽ tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra thì đối với những cái về mặt câu chuyện hay là tiểu thuyết gì đó thì chúng ta tưởng tượng ra nó sẽ hấp dẫn. Nhưng mà về mặt kỹ thuật á, đôi khi tưởng tượng ra nó không ra các bạn. Không tưởng tượng được. Tại vì cái phương thức hoạt động, cái cách nó vận hành như thế nào chúng ta không tưởng tượng được. Cho nên là chỉ có thực nghiệm tới tận nơi. Coi cái cách nó vận hành, ví dụ chúng ta đưa cái máy này nhiều khi chúng ta cũng không biết nó vận hành như thế nào, nhưng mà gắn vô hồ, bật công tắc lên, chúng ta thấy nước nó rút lên, nó chảy ra dạng thác kiểu này, chúng ta sẽ kiểu được cái cách vận hành của nó tốt hơn ha. Ok các bạn, rồi thì đây là buổi sáng, coi như là cái clip đầu tiên mình ghé Haki Aquarium, thì mới bước vô là bị dính ngay cái hồ cá coi rồi, thì được nghe Nam chia sẻ cũng như là cái quá trình hình thành và tự build nên cái hồ này đó. Thì phía cá coi này thì sắp tới mình sẽ đi tới những người anh chuyên đúng về cá coi hơn, chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về nó. Còn đây là một cái góc vui nhỏ nhỏ của Nam thôi. Clip tiếp theo chúng ta sẽ đi đúng vào cái chuyên môn sâu hơn về thủy sinh luôn, sẽ được nghe Nam chia sẻ những cái câu chuyện ha. Hẹn mọi người xem clip tiếp theo. Bye bye.